Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 106 Cho nên ngươi không còn tiêm nể gì nữa. Lan Quý Phi nheo mắt, cầm chiếc bình ngọc ra, nhìn chằm chằm hắn hỏi sao ngươi lại chắc chắn rằng ta sẽ giúp ngươi. Rất đơn giản, thẩm tại giả hạ mắt, người nhà ngươi vẫn đang trong tay ta sắc mặt lan quý phi cứng đờ mắt tràn đầy hận ý thầm tại giã nếu ta có dao nhỏ trong tay ta chắc chắn sẽ không do dự mà đâm vào tim ngươi để xem máu ngươi chảy ra có màu gì làm sao có người lại tàn nhẫn như vậy đạp đổ mọi tình cảm của người khác chỉ còn lại sự lạnh lùng và lợi dụng người như vậy sống vì mục đích gì khẽ mỉm cười thầm tại giã vuốt cằm nói vào cung không được mang hung khí nếu không ta cũng sẵn lòng thử một lần dưới tay nương nương Ngươi, Lan Quý Phi giận đến run rẩy, đưa tay tát vào mặt hắn. Tiếng tát vang vọng trong cung điện, thầm tại giã nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, chậm rãi lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mặt. Hoàng thượng sắp trở về, nương nương nên nguôi giận, thầm tại giã thản nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng, xin nương nương nhớ, người nên nhìn về phía trước luôn nhớ về sai lầm trong quá khứ không phải là điều tốt. Nghe thật như nước chảy mây trôi lan quý phi bật cười đột nhiên mắt nàng trống rỗng nhìn hắn ngạc nhiên nói người trả giá không phải là ngươi người bị tổn thương cũng không phải là ngươi ta từng rất thích ngươi giờ ta càng hận ngươi người nghĩ có thể quên ta sẽ không quên lỗi của ngươi ta sẽ nhớ suốt đời và sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi khóe miệng hơi nóng lên có lẽ bị móng tay nàng cào thẩm tại giã khẽ nhíu mày cuối cùng ngước mắt nhìn nàng thở nhẹ ra ba chữ, cần gì chứ? Nếu thật sự hận hắn đến tận xương thì hãy quên hết, coi hắn như người xa lạ, cần gì mang theo nỗi hận sâu nặng hơn cả tình yêu, sống chết với hắn. Như vậy đối với nàng cũng chẳng có ích lợi gì. Cùng biển vang lên một tiếng, Lan Quý phi dừng lại, nhanh chóng dùng tay áo che mắt, trên mặt lại hiện lên nụ cười quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng, ngày còn dài, thầm thừa tướng. Nói xong, nàng nâng váy trở về phòng ngoài để công nữ pha trà lại. Hắn muốn nàng làm việc, nàng biết phải làm gì, nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ đòi lại tất cả từ hắn. Thẩm tại giã hạ mắt, tâm trạng không tốt, từ từ đi ra ngoài, nhìn cung nữ mang trà mới, lại nhìn thấy Lan Quý Phi âm thầm bỏ thêm gì đó vào trà. Nói chuyện xong chưa, mình đức đế trở lại, mặt vẫn cười, ngồi xuống rồi cầm chén trà lên uống một ngụm. Lan Quý Phi cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, dù được Bệ hạ săn sóc, nhưng Nô tỳ và Thừa tướng thật sự không có gì để nói. Nếu Bệ hạ còn chuyện muốn nói với Thừa tướng, thiếp xin lui trước. Được, mình được đế gật đầu, nhìn Lan Quý phi đứng dậy hành lễ vào nội điện, rồi quay lại nhìn thầm Tại giả, ngoài trời có mưa nhỏ, chúng ta hãy nói chuyện ở đây, dù sao cũng không có ai là người ngoài. Dạ, dù là hoàng đế thông minh nửa đời, một khi động lòng thật sự, cũng không còn chốt phòng bị. Thẩm Tại giả ngồi xuống, nhìn hắn từ từ uống hết chén trà đôi mắt hắn đen như đêm không trăng tranh xuân các đào hoa thư thư vừa tắm xong định chui vào chăn ngủ thì nghe thấy động tĩnh trong phòng không thể nào đào hoa mở mắt nhìn thấy thanh đài lao về phía cửa sổ nhưng chỉ vài chiêu không phát ra bao nhiêu tiếng động thanh đài đã bị từ yến quy trói gô đặt sang một bên đã nói ngươi không phải đối thủ của ta cần gì phải cậy mạnh khẽ mỉm cười từ Yến Quy ngồi bên giường đào hoa, sơ cầm nhìn nàng nói tiểu mỹ nhân, nhớ ta không? Nhớ, đào hoa ngoan ngoãn gật đầu. Phản ứng này ngoài dữ liệu của Từ Yến Quy, không hiểu sao, nhìn vẻ mặt vô hại vui vẻ của nàng, hắn lại thấy lạnh sống lưng, vội thu liếm, mắt đầy cảnh giác nói, ngươi đừng làm loạn, ta đến có chuyện. Đào hoa cười nhẹ, nửa đêm canh ba sông vào tranh xuân các là tiên sinh, sao lại bảo ta đừng làm loạn. Chuyện này còn phải nói. Hắn thử mấy lần làm chuyện xấu, kết quả lần nào cũng không được tốt, thảm nhất là cái tên tự yến quy bị nàng biến thành tên của kẻ chết, hắn bây giờ chỉ có thể sống trong bóng tối. mấp máy môi, tự yến quy thật thà lấy đồ ra, đây là tướng ra muốn ta đưa cho ngươi, ta đã tra ra, liễu thị y bị hắn giết, hung thủ không rõ, nhưng không chỉ tần đình úy dùng tiền để làm việc, còn có người hối lộ khám nghiệm tử thi, muốn cho rằng liễu thị y tự sát. Nhưng người này lai lịch ta chưa tra được đào hoa sướng sờ nhận đồ hắn đưa bên giường đem nến đến xem kỹ rất kinh ngạc những chuyện cơ mật phức tạp này sao hắn lại nhanh chóng tra rõ được người thật ra là ai cuối cùng cũng hỏi vấn đề này tử yến quy cười đứng lên phủi áo chắp tay nói tại hạ là môn chủ yến quy môn khinh công đệ nhất trên giang hồ tử yến quy không biết nương tử đã nghe qua chưa a à, đào hoa vẻ mặt bừng tỉnh rồi mờ mịt nói chưa từng nghe qua từ Yến Quy, sao có thể chưa từng nghe qua? Yến Quy môn nổi tiếng giang hồ, hắn là môn chủ võ công chắc tuyệt, uy chấn bốn phương. Nghiến răng nhìn nàng, Từ Yến Quy vẫn hận nói, điều này cũng không biết, ngươi có phải người đại ngụy không? Không phải, Đào Hoa lắc đầu, mắt đầy khinh bỉ, ngươi ngốc sao? Ta là người Triệu Quốc. Từ Yến Quy, đúng rồi, nàng là công chúa Triệu Quốc Hòa Thân, nên không biết. Từ Yến Quy dịu dàng mời lại mép giường nàng thấp giọng nói yến quy môn am hiểu ám sát và thăm dò tin tức có tướng gia hỗ trợ muốn tra ra những thứ này rất dễ dàng nương tử chỉ cần theo lời tướng gia mà sử dụng chúng nói vậy nàng không lạ gì khi thấy hắn xuất hiện thì ra là người âm thầm giúp thầm tại giá. mấp máy môi đào hoa nói ta biết rồi cảm ơn ngươi nhưng có thể cởi trói cho nha hoàn của ta không và đừng đến phòng ta nếu không có việc gì dù sao cũng là hậu viện nên tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi, tử yến quy cười, đây thật là điều buồn cười nhất hắn từng nghe, ta ở hậu viện này lâu hơn ngươi gả đến đây, ngươi bảo ta tránh hiểm nghi. Hơi sướng sờ, đào hoa nhớn mày, ý ngươi là gì? Hậu viện toàn là nữ nhân, hắn là nam nhân khác họ sao có thể ở lâu được? Ý ta không thể nói cho ngươi biết, tử yến quy cười, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ta không muốn, không ai biết ta xuất hiện ở đây, ta chỉ làm việc nên làm thôi xem ra có bí mật gì đào hoa hí mắt đột nhiên tiến gần hắn ngươi muốn làm gì tự yến quy sợ hãi vô thức lùi lại che miệng nói dù ngươi dùng yêu thuật gì ta tuyệt đối không nói chuyện không nên nói tiên sinh đừng lo lắng khương đào hoa cười ôn nhu ta không phải yêu quái chỉ là nữ nhân tay chói gà không chặt thôi tự yến quy nghiêm túc lắc đầu ngài quá đề cao yêu quái yêu quái không đáng sợ như ngài đồ đã đưa ta đi trước tạm biệt. Nói xong, như cơn gió biến mất. Cười khẽ, đào hoa đứng dậy xuống giường cười trói cho thanh đài, thấp giọng hỏi công phu của người đó thế nào. Thanh đài mệt mỏi, quỳ dưới đất nói, nô tỳ không kịp một chút nào. Hoàn toàn không có sức phản kháng, không trách mỗi lần đều bị bắt. Người như vậy, may mắn không phải thích khách hay hái hoa tặc, nếu không nàng chết cũng không đền hết tội. Lợi hại vậy sao, đào hoa líu lưỡi, nhìn lại đồ trong tay, không khỏi cảm thán thẩm tại dã lên làm thừa tướng nhanh như vậy không phải không có lý do tần đình úy đút lót tay là thẩm tại dã muốn dùng nàng cần biết ai là kẻ che giấu chân tướng người này có lẽ có liên quan đến hung thủ trong phủ có người chết để thanh tịnh hôm sau đào hoa mời đạo sĩ đến cảnh thu hiên làm phép các vị phu nhân đều ở đây mặt tần hoài ngọc đặc biệt khó coi nhìn lên cũng biết ngủ không ngon đoàn vân tâm bên cạnh ân cần đỡ nàng thấp giọng nói phu nhân đừng quá lo lắng trên đời này không chắc có quỷ lời này hơi lớn tiếng đạo sĩ làm phép không vui quay lại nhìn nàng nói phu nhân nói gì vậy nếu không có quỷ bần đạo bắt cái gì tần hoài ngọc sợ hãi vội hỏi ngươi bắt quỷ chỉ bắt được hai hồn ba phách đạo sĩ cao mày nói còn một hồn bốn phách oán niệm quá sâu không chịu rời đi chân mềm nhũn tần hoài ngọc suýt quỳ xuống may được Cố Hoài Nhu bên cạnh đỡ. Thật là mơ hồ, Cố Hoài Nhu cau mày, sao ta chưa từng nghe nói vậy? Phu nhân không biết, bần đạo từ nhỏ học bắt quỷ thuật, không nói bừa. Đạo sĩ phất trần, quay đầu nhìn đoàn vân tâm, nhưng kỳ lạ thay, phu nhân này hình như cũng bị cuốn lấy, có liên quan gì với người chết. Đoàn vân tâm sướng sờ, rồi nhíu mày, không đụng chạm, người chết lúc sống coi như bạn, thường tâm sự với ta. Ánh mắt bình thản, Vẻ mặt tự nhiên, đào hoa bên cạnh nhìn, nghĩ liệu mình đoán sai. Nếu Đoàn Vân Tâm vô tội, sao trước đây lại khẩn trương vậy? Thì ra là vậy, đạo sĩ gật đầu, vậy thì đến chỗ ở của phu nhân xem, có thể hồn phách còn sót lại ở đó. Nghe sợ hãi, Tần Hoài Ngọc ôm chặt Cố Hoài Nhu, mặt tái nhợt, các ngươi đi đi, ta không đi. Chương 107. Đoàn Vân Tâm liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, được rồi, nương tử cứ ở lại đây ta cùng với Khương Nương Tử sẽ đi. Khương Đào Hoa cũng đồng ý, dặn dò đoàn thị vài câu rồi cùng đạo sĩ đi ra ngoài. Đoàn Vân Tâm tỏ ra hết sức thản nhiên, không cần người thu dọn phòng, mà chỉ cần người mang hương án vào. Ý bảo đạo sĩ tùy ý xem xét, Đào Hoa đứng bên cạnh quan sát, không khỏi cảm thấy có chút oan uổng cho nàng. Đoàn Nương Tử trong phòng này thắp loại hương gì vậy? Thanh đài ở phía sau, nhẹ giọng cảm thán thơm quá. Đây là ta cố ý tìm thất thanh tán. Đoàn vân tâm cười, thời tiết ấm áp, người dễ buồn ngủ, trong phủ tháp loại hương này lúc nào cũng muốn ngủ, nên ta bảo nhà mẹ đẻ gửi đến. Đào hoa gật đầu, hương thơm rất đặc biệt. Nếu nương tử thích, ta sẽ bảo hạc nhi gửi cho tranh xuân các một ít. Đoàn vân tâm nói, trước đây ta cũng gửi một ít đến lăng hàn viện, phu nhân dùng và rất thích. Ta thì không cần, đào hoa cười, phòng ta không thắp hương, cảm ơn ý tốt của đoàn nương tử đang nói chuyện đạo sĩ đã đi một vòng từ nhà chính đến hậu viện miệng lẩm bẩm gì đó rác hương cho khắp nơi chẳng biết tại sao nơi này có sát khí rất nặng trở lại trước nhà đạo sĩ nghiêm trang nói phu nhân nên niệm phật có lẽ sát khí sẽ giảm đoàn vân tâm mặt hơi cứng lại nhíu mày ta đã thường xuyên niệm phật cầu phúc ở tính dạ đường tại sao vẫn có sát khí sát khí là do tâm sinh đạo sĩ lắc đầu tâm ma chưa diệt sát khí dĩ nhiên nặng. Hoàng đường, đoàn vân tâm mím môi, quét mắt nhìn đạo sĩ, quay đầu nhìn đào hoa nói, không biết nương tử từ đâu mời đạo sĩ này về, trông như kẻ lừa đảo. Đạo sĩ hơi cáu, phất trần nói ta chưa bao giờ lừa người, nếu phu nhân không tin, sát khí trong viện này ta sẽ không trừ. Nếu có gì xảy ra, đừng trách ta. Ngươi, đoàn vân tâm định nổi giận, nhưng kìm lại, quay đầu nhìn Khương Đào Hoa, nương tử dẫn hắn đi thôi, trong viện ta không làm việc gì trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Này, Đào Hoa Trần Trừ, đạo sĩ nói không chừng có lý, nương tử cần gì phải cãi. Ta không giận, chỉ muốn chứng minh trong tay ta không có ai hiểu sai. Đoàn Vân Tâm nói, Liễu thị tử không liên quan gì đến ta, ai sợ thì nên đi hù dọa người đó. Hù ta là vô dụng. Đạo sĩ hừ lạnh, thu dọn đồ rồi mang tiểu đồng rời đi. Đào Hoa mím môi, nghĩ rằng đoàn vân tâm có vẻ mạnh mẽ, chắc không có vấn đề gì. Trạng vảng, nhà môn kinh đồ báo tin, nói liễu thị y bị giết, từ dấu vết trên cổ xem ra bị treo cổ, không phải tự sát. Tin này vừa ra, đào hoa rất muốn chui xuống đất, nhưng điều nên đến vẫn phải đến người của liễu gia mang theo ra nô quỳ gối trước cửa phủ, treo cờ trắng, khóc lóc. Không biết hơn phân nửa tưởng rằng thầm tại giã đã chết. Thẩm tại giã còn trong cung, mai chiếu tuyết bệnh chưa khỏi dù đào hoa muốn tránh cũng không thể, chỉ đành phải ra ngoài đối diện. Con gái của ta đang yên lành đưa vào tướng phủ, không cầu giàu sang, chỉ mong bình an. Sao mới bao lâu đã bị giết, liễu phu nhân quỳ bên ngoài khóc, thừa tướng đại nhân, ngài nên cho ta một công đạo. Đào hoa vội bảo người kéo bà vào phủ, nhưng bà là phu nhân quan lớn, gia nô không dám cưỡng ép. Cố hoài nhu nhìn thấy, chỉ đành tự thân kéo bà vào cửa chính. Có chuyện gì nói? khương đào hoa nói tướng gia không trong phủ hiện tại hậu viện do ta quản liễu thị tử đột ngột qua đời cụ thể ra sao nhà môn đang tra xét phu nhân ở đây khóc lóc cũng không ít gì không bằng lo hậu sự cho liễu thị liễu phu nhân không nghe cầm tay áo đào hoa khóc con gái ta đặt nơi khác đáng lẽ phải được chính thất phu nhân ủy khuất gả vào tướng phủ chỉ vì thích tướng gia sao lại bị giết ngài đừng vội cố hoài nhu nói không liên quan gì đến Khương Nương tử. Hương Quân viết thư, Liễu phu nhân cắn răng, nói bị người khi dễ, người đó đâu? Đào Hoa thở dài, Tần Nương tử bị sợ thành bệnh, đang dưỡng trong sân. Ta muốn gặp nàng, Liễu phu nhân đứng dậy, đi tìm nàng nói rõ ràng. Đào Hoa trầm giọng, Tần Nương tử dù phạt Liễu thị y, cũng là theo quy củ. Nếu Liễu thị không khiêu khích, Tần thị cũng không vô duyên vô cớ gây sự. Hai người đều có lỗi phu nhân không có quyền trách cứ nương tử của tướng phủ chúng ta. Liễu phu nhân trừng mắt, nước mắt rơi, con gái ta chết, bị người hại. Người còn nói vậy. Đào hoa cố giữ bình tĩnh, ta hiểu phu nhân bi thương, nhưng tướng phủ có quy củ, không phải nơi ngài có thể tùy ý làm loạn. Ta mặc kệ, liễu phu nhân ngồi xuống, khóc các ngươi không cho ta ý kiến, ta sẽ bảo người vây quanh tướng phủ khóc, hoặc đi cáo ngự trạng, nhờ hoàng thượng xử lý. Người đi cáo tốt lắm. Cố Hoài Nhu không nhịn được nói, Hoàng thượng sẽ quản việc nhỏ như vậy. Liễu phu nhân ngẩn ra, đúng vậy, lão gia nhà ta chỉ là tiểu quan, trước mặt Hoàng thượng không thể nói trước. Nhưng ta sẽ cáo ngự trạng, không có Hoàng thượng làm chủ, nữ nhi của ta không có công đảo. Đào hoa nghe, cảm thấy bà chỉ đùa, ngự trạng không dễ cáo, huống chi liễu ra thế không đối đầu nổi thầm tại dã Nhưng lần này, nàng tính sai. Thẩm tại dã trở về tranh xuân các, sắc mặt khó coi, sao lại huyên náo lớn vậy? Người của Liễu Gia đã tố cáo ngự trạng. Thật sự tố cáo, đào hoa giật mình, làm sao có thể? Liễu Gia trưởng nữ gần đây được sủng ái trong cung, thẩm tại giã nói, Hoàng thượng hạ lệnh nha môn điều tra kỹ, lần này thật sự lớn chuyện. Hoàng đế hạ lệnh tra vụ án, hung thủ không dễ thoát, nhất định chết. Gia có manh mối gì không? Đào hoa lấy đồ từ Yến Quy để lên bàn, thiếp quan sát cả ngày, trong phủ không ai giống hung thủ. Hung thủ không thể hiện rõ ràng trên mặt, thẩm tại giã ôm nàng, nói, càng là cho không sủa, mới càng cắn người. Đào hoa giật mình, trong đầu hiện lên đoàn vân tâm. Ra xử lý chuyện thế nào? Nàng hỏi. Rất thuận lợi, thẩm tại giã nói, hoàng thượng sắp lập thái tử. Thái tử, đào hoa hỏi, cảnh vương. Thẩm tại giã gật đầu. Hiện tình thế, dù vương không từ bỏ, nhưng cảnh vương chiếm ưu thế, một khi lên ngôi, du vương bị diệt. Nhưng cảnh vương cũng tổn thương nguyên khí, lúc đó cần hắn giúp đỡ. Gia thật lợi hại, đào hoa cười nịnh nọt, hoàn toàn nắm chiều cục trong tay, chờ ngày đó, gia tâm tình tốt, lại sẽ ban thưởng thiếp. Người có công, sẽ có thưởng, thẩm tại giã bình tĩnh nói, nhưng phải trừ tội lỗi của ngươi, yêu khuyết điểm bù trừ với nhau. Gia, đào hoa ôm cổ hắn, đừng vậy, nam nhân phải rộng lượng để tướng bụng không chứa thuyền sao thẩm tại giã cười ôm nàng đứng dậy thời gian không còn sớm nàng mau đi nghỉ ngơi đi ra còn đi đâu đào hoa tò mò hỏi ta đi thăm hoài ngọc tần hoài ngọc bị kinh hãi sợ hãi không nhỏ đào hoa mím môi nhìn hắn ra ngoài rồi ngơ ngác nhìn thanh đài sửa sang giường hầu nàng đi ngủ chủ tử sao vậy thanh đài hỏi ngài mất hứng sao cũng không có gì đào hoa nằm xuống hết sức bình thường. tuy nói vậy nhưng về mặt không phải. trên xà nhà tự yến quy cảm thán nữ nhân đều khẩu thị tâm phi. hù dọa một cái, thanh đài và đào hoa cùng nhìn lên, thấy tự yến quy ngồi trên xà nhà, xiêm y màu đen hòa với xà nhà, không chú ý không thấy hắn. thanh đài tức giận muốn động thủ, nhưng chủ tử bất đắc dĩ nói, quen hắn rồi, sẽ không làm loạn, người đi ra ngoài trước đi. vâng, cửa phòng đóng lại. Từ Yến Quy nhẹ như Yến rơi xuống đất, nhìn đào hoa nói, ngươi còn hy vọng thầm tại giá chỉ sủng mình ngươi. Không có, đào hoa nói, nếu không có chuyện gì, tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi. Lạnh quá, Từ Yến Quy cười, đột nhiên kéo đào hoa từ trong chăn ra, che miệng nàng, mang lên xà nhà. Đào hoa sợ hãi, chưa kịp phản ứng, toàn bộ người đã bị hắn ôm chặt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 108. Ngươi, Đào Hoa kéo tay hắn ra, định chửi, nhưng chưa kịp nói thì nghe tiếng động từ cửa sổ. Nàng cứng đờ, mắt mở to, ngẩng đầu gặp ánh mắt cảnh giác của Từ Yến Quy. Hắn đang chăm chú nhìn xuống. Có ai đó sao? Lòng nàng đột nhiên căng thẳng, Đào Hoa nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn theo hướng mắt của hắn. Trong bóng tối, có thứ gì đó màu trắng từ từ bò vào từ cửa sổ, tóc dài lê thê trên đất, trông rất quỷ dị và đáng sợ đào hoa chuẩn bị hét lên thì người đó bị mắc vào quần áo, lộ ra đôi chân đi giày. Giả ma, khóe miệng đào hoa giật giật, nàng rút châm cài tóc ra định ném vào người kia. Định dọa ta sao? Tử Yến quy vội kéo nàng lại, lắc đầu. Hãy xem họ muốn làm gì, đừng vội hành động. Đào hoa bĩu môi, nắm chặt châm cài tóc, tập trung quan sát. Người giả ma đứng dậy, chỉnh lại trang phục, rồi bay đến cạnh giường, miệng phát ra tiếng ô ô giọng nhẹ nhàng gọi khương nương tử khương nương tử thiếp thật oan ức nhìn cảnh tượng đó đào hoa tức giận nghĩ muốn giả làm hồn ma cũng nên đi dọa tần hoài ngọc sao lại dọa ta giường lộn xộn rõ ràng không có ai nhưng ma không đến gần chỉ núp bên cạnh giường gọi ngài làm chủ thiếp bị đoàn nương tử sát hại đào hoa hơi ngạc nhiên đầu óc xoay chuyển rồi cầm tay Tử yến quy thì thầm bắt lấy hắn Tử yến quy nhíu mày trả lời nhỏ, ta không thể lộ diện. Cảm giác như hắn không coi nàng là người. Đào hoa trừng mắt, xé khăn tay che mặt hắn lại, vậy sẽ không lộ diện. Nhanh, bắt lấy hắn, ta sẽ cảm ơn ngươi. Từ Yến Quy do dự, thì người già ma kia dường như nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên. Không còn thời gian do dự, tự Yến Quy nhảy xuống, định bắt người kia. Ai ngờ ma phản ứng rất nhanh, chạy biến ra ngoài, khinh công rất cao. Hắc, từ Yến Quy lần đầu thấy có người giỏi khinh công như vậy, liền không phục, phi thân đuổi theo. Phải bắt lấy hắn, Đào Hoa kích động, mặt đầy mong đợi. Từ Yến Quy và Ma đều biến mất, phòng yên tĩnh trở lại, Khương Đào Hoa thở phào, rồi nhận ra vấn đề. Nàng vẫn còn trên xà nhà. Trong tướng phủ, đuổi theo khắp nơi, một hồi náo loạn, Từ Yến Quy đuổi người ra ngoài, mọi thứ lại yên bình. Thành Đài nghe thấy động, định vào nhà chính xem nhưng nghĩ nếu chủ tử không gọi chắc không cần thiết sáng hôm sau khi hừng đông thanh đài vào nhà thấy chủ tử của mình nửa sống nửa chết trên xà nhà tại sao ngài lại ở trên đó thanh đài vội vàng đỡ nàng xuống hỏi từ tiên sinh đâu đào hoa yếu ớt đáp nửa đêm đuổi theo ma ra ngoài ta sợ đánh thức người khác không kêu ngươi ai ngờ ngươi cũng không vào thanh đài đào hoa lau mồ hôi trên mặt rất muốn ngủ nhưng có chuyện gấp phải làm nàng phải rửa mặt xong rồi ra cửa. Tin tức về chuyện ma quái trong phủ tối qua đã lan ra, dù chưa đến tai lâm lang, nhưng tần hoài ngọc vẫn sợ hãi nhất. Vừa thấy đào hoa, nàng mặt tái xanh, mắt đầy kinh hoàng, ta không chịu nổi, ta muốn về nhà, dù sao cũng chưa viên. Tần nương tử, đào hoa nhíu mày, đây là tướng phủ, người đã qua môn, không thể nói đi là đi. Các người bỏ qua cho ta đi, tần hoài ngọc khóc lớn, ta không muốn bị ma quấn thân, ta, ta không biết nàng vì sao chết, nếu thật vì ta. Không phải vì ngươi, đào hoa lắc đầu, liễu thị bị mưu sát. Nàng biết rõ nhà môn nói là mưu sát, nhưng do phụ thân nàng nhúng tay vào. Tần hoài ngọc nước mắt lương tròng, kéo tay khương đào hoa, run rẩy. Nếu hồn ma liễu thị thật tìm đến, nàng có thể bị dọa chết. Ngươi nhìn vào mắt ta, đào hoa nhẹ giọng, ấm áp nắm tay nàng, bảo nàng ngừng đầu tần hoài ngọc sững sờ ngơ ngác nhìn vào mắt khương đào hoa cảm thấy bình tĩnh lại ta nhắc lại lần nữa đào hoa nhẹ giọng liễu thị chết không liên quan đến ngươi phong huyết thư là có người muốn đuổi ngươi ra khỏi phủ giá họa cho ngươi hung thủ thật sự là người khác tần hoài ngọc ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu rồi gật đầu ta hiểu trong viện của ngươi sẽ có thêm hộ viện và nha hoàn canh gác đào hoa nói ngươi không cần làm gì chỉ cần ăn ngủ đến khi ta tìm ra hung thủ. Được, Tần Hoài Ngọc lau nước mắt, chọn tin tưởng nàng. Cố Hoài Nhu đứng bên cạnh nhìn, thấy đào hoa đút thuốc cho Tần Hoài Ngọc, làm cho nàng ngủ, rồi đi theo đào hoa ra ngoài. Ta không hiểu, nàng nói nhỏ, Tần Thị rời đi, đối với chúng ta có lợi, nương tử sao lại bảo vệ nàng. Đào hoa thở dài, nhìn trời xanh, ai nghĩ nàng muốn vậy, còn không phải là thầm tại giã giao nhiệm vụ. Chủ tử, thành đài từ xa chạy tới, nhìn cố hoài nhu, thì thầm vào tai đào hoa, kẻ giả ma đã bị bắt, nhốt ở phòng chứa củi. Tốt lắm, đào hoa vỗ tay, nâng váy chạy đến phòng chứa củi. Người dám giả ma trong tướng phủ, nàng muốn xem là ai. Cố hoài nhu vội vã theo, đến phòng chứa củi, đào hoa đã văng cửa, thấy một người mặc đồ trắng, tóc rối. Người này tối qua bị đuổi rất thảm, người đầy bùn, còn bị thương từ yến quy không ở đây nhưng ân tình này đào hoa nhớ kỹ nàng lệnh ra nô rửa sạch ma xem mặt hắn đừng dùng hình phạt mà nói ta chỉ là lấy tiền làm việc hỏi gì ta cũng trả lời sảng khoái vậy đào hoa nhún mày mang ghế đến ngồi hỏi ai thuê ngươi một phu nhân người kia nói trên người có mùi thơm kỳ lạ mùi thơm đào hoa sướng sờ nheo mắt nàng bảo ngươi nói gì ngươi nhớ không còn nhớ người nọ gật đầu nàng nói muốn ta nói hãy thiếp là đoàn nương tử bên cạnh còn có nha hoàn ngăn cản nhưng phu nhân nói không bỏ được hài tử bắt không được sói ta nhớ rõ ràng chỉ sợ bị bán đứng nhớ rõ vậy đào hoa nhíu mày khương nương tử cố hoài nhu thấp giọng đây rõ ràng là đoàn thị muốn ngài hiểu lầm làm sáng tỏ mình bị oan được ra thương cảm nói ngài không quản được hậu viện nữ nhân đó thật ác độc đào hoa cười nhìn ma nếu để ngươi nghe lại mùi thơm đó, ngươi nhận ra không? Có thể, người nọ gật đầu, ta đoán được, giúp các ngươi chỉ ra, đừng đưa ta quan phủ. Có thể, đào hoa đứng dậy, mang hắn ra ngoài. Đoàn vân tâm đang trang điểm, nghe nói chuyện ma quái, cười nhạo, trò siếc cũ dích này, hù dọa tranh xuân các mới gặp ma. Lời chưa dứt, bên ngoài có tiếng nói, chủ tử, khương nương tử cùng cố nương tử đến. Sớm vậy đến làm gì? đoàn vân tâm nhíu mày, đứng dậy, thấy một người bị trói gô nằm trên đất dãy ruộng, ngẩng đầu gọi. Đúng, chính là nàng, dù đeo mạng che mặt, mùi thơm này ta nhớ rõ. Đào hoa bước vào, nhìn đoàn vân tâm, đoàn nương tử, người có gì muốn nói? Ý gì, đoàn vân tâm ngơ ngác, ai vậy? Phu nhân sao làm bộ không biết ta, người bị trói nói, không phải ngài cho ta bạc, bảo ta giả ma sao. Vốn ta có thể chạy trốn được, nhưng tướng phủ có hộ vệ giỏi khinh công, ta không thoát được. Bạc ta trả lại cho ngươi, mau thả ta đi. Nghe rõ, Đoàn Vân Tâm trầm mặt, thật hèn hạ. Ai đang giá hỏa cho ta? Vậy sao là giá hỏa? Người kia không phục, ta nhớ rõ, mùi thơm mát lạnh, chưa từng ngửi nơi khác. Khi ngài đi rồi, các huynh đệ khác còn nghị luận, ta ấn tượng rất sâu đậm, không thể nhận sai được. Đoàn Vân Tâm luống cuống, nhìn khương Đào Hoa, nương tử tin hắn sao? Người muốn nghe lời nói thật, đào hoa thở dài, nói thật thì ta không tin, nhưng ta tìm không được chứng cứ hắn đang nói dối. Người này trên giang hồ rất sợ chết, tham tiền, nói dối không có lợi. Cố Hoài Nhu cũng nghĩ như vậy, rất giống tâm tư đoàn nương tử có thể làm. Đoàn vân tâm chỉ vào người này, như vậy nhân chứng ta tìm ra một trăm, nương tử muốn vụ hoan ta, ta không nhận. chương 109 Đào Hoa chọn cách im lặng, mặc dù lời đoàn vân tâm nói có phần đúng nhưng có nhân chứng cũng không đủ để định tội nàng nàng vẫn có nghi vấn cách điều tra án là việc của nha môn không cần nàng phải lo khương phu nhân khi bầu không khí đang căng thẳng một nha hoàn từ ngoài chạy vào thờ hồn hển báo người của nha môn đến vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến thần sắc của đào hoa khẽ giãn ra nàng nhanh chóng mời người vào nói chuyện thừa tướng không có ở đây chủ mẫu của quý phủ cũng không có ở đây người đến là một đầu mục bắt người hành lễ rồi hỏi cố hoài nhu liếc nhìn hắn chỉ vào khương đào hoa người có gì muốn nói cứ nói với vị phu nhân này vâng đầu mục bắt người cúi đầu nói khi khám nghiệm tử thi lần nữa chúng tôi tìm thấy một ít vết máu trong cái móng tay của liễu thị theo suy đoán người sát hại liễu thị có thể bị thương ở mặt hoặc tay nếu hung thủ là người trong phủ xin phu nhân kiểm tra dấu vết Mặt hoặc tay, Thanh Đài sững sờ, chỉ tay ra hướng ngoài, lúc chúng ta mới đến đây, người hầu trong sân kia trên mặt có vết thương phải không? Ai, Đào Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Không nói thêm lời nào, Thanh Đài lao ra ngoài và lôi một gia nô đang làm cỏ trong sân vào, chỉ vào hắn, khi nô tỳ vô tình liếc qua, đã thấy trên mặt hắn có vết thương. Là vết thương như thế này sao? Đoàn Vân Tâm kinh ngạc, tiến lên nhìn kỹ gia nô này trên má phải của hắn quả thực có vết chảy của móng tay. Sao lại thế này, nàng giận dữ hỏi. Gia nô sợ hãi run lên, nhỏ giọng đáp bị người đánh. Ánh mắt hắn bối rối, rõ ràng là đang nói dối. Đầu mục bắt người có kinh nghiệm phá án nhiều năm lúc này ra lệnh bắt hắn, nhìn kỹ một chút nói người này phải đưa về nha môn để thẩm vấn. Đôi mắt đoàn vân tâm hơi co lại, cuối cùng nàng nhận ra điều gì đó không đúng, thì thầm ai gài bẫy ta người không phải do nàng giết, nhưng nàng biết rõ liễu hương quân không đơn giản. Ban đầu nàng muốn diệt trừ tần hoài ngọc để có lợi mà vô hại, ai ngờ lửa này lại cháy lan tới nàng. Ánh mắt nàng liếc nhìn về phía khương đào hoa bên cạnh. Trong viện này, nếu có ai có thể đẩy nàng vào bẫy dập như vậy, người đó chỉ có thể là nàng ta. Đoàn phu nhân, ta biết ngươi đang nghĩ gì, đào hoa thở dài, nhưng ta muốn nói rằng, việc này không liên quan gì đến ta, Ta chỉ đang tìm hung thủ. Lời của phu nhân có thể thuyết phục được ai? Đoàn Vân Tâm mỉm cười, mím môi, ai cũng biết phu nhân thông minh, tâm tư tinh tế. Đắc tội người của ngài, không ai có kết cục tốt. Ta cứ tưởng rằng yên ổn ở góc, không chọc vào phu nhân cũng sẽ không bị nhớ thương, ai ngờ vẫn không thể tránh được. Đào Hoa giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tin hay không, ta thật không muốn hại ngươi. Việc điều tra án là của nha môn. Nếu họ cho rằng ngươi là hung thủ, ta cũng không có cách nào. Nếu điều tra ra không phải là ngươi, thì ta cũng không làm gì sai. Được, vậy để cho họ thăm dò." Đoàn Vân Tâm cúi mắt nói, "Kết quả cuối cùng là gia định đoạt, ta không tin những trò này của ngươi có thể lừa gạt cả gia đình." Nói xong, nàng xoay người trở về nhà, nhưng Hạc Nhi đóng cửa phòng lại. Tiếng đùng vang lên, Cố Hoài nhu mặt đầy cảm xúc, khó mà thấy đoàn phu nhân cũng có lúc kích động như thế nước đã ngập đến cửa, nàng không kích động mới là lạ. Đào hoa lắc đầu thì thầm, lịch sự tiễn người của nha môn ra ngoài, nhìn họ áp giải ra nô đi. Ai, chuyện thật phức tạp, cố hỏi nhu tiếc núi nói nhỏ khi rời đi theo nàng, nếu chứng cứ xác thực hơn một chút thì tốt rồi. Có thể đẩy nàng vào đường cùng, nàng sẽ không thoát được. Đáng tiếc, với chút chứng cứ này, nàng chắc chắn có thể thoát tội trước mặt ra. Đào hoa hơi nhíu mày hỏi, sao ngươi thấy được? cố hoài nhu nói ngài ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra sao đoàn thị trong phủ thời gian qua yên tĩnh được ra yêu thích nói nàng không tranh giành là người đỡ đần hiện tại sự việc đến với nàng chứng cứ lại không đủ nàng chỉ cần nói bị người hãm hại ra có thể nào định tội nàng được không có thể đào hoa gật đầu có thể định nàng tội rất nghiêm trọng ngài đang nói đùa à cố hoài nhu lắc đầu ngay cả ta còn thấy được việc này có kỳ quặc ra làm sao không thấy. Đào hoa cười nhạt, nghĩ rằng dù không có chứng cứ gì, thầm tại giá cũng có thể làm cho đoàn vân tâm gánh tội thay. Đám nữ nhân này không hiểu, cứ nghĩ thầm tại giả có tình cảm gì đó, sẽ tin tưởng các nàng. Đoàn vân tâm thực sự nghĩ vậy, dù có mưu tính thế nào, nàng cũng chỉ tính toán với các nữ nhân khác, chưa bao giờ nghĩ đến việc đụng chạm đến thầm tại giã, một phần vì nàng không dám, phần khác là không thể. Trong lòng nàng, thầm tại giã như một thiên thần, không gì không làm được, lại là thừa tướng đầy tình cảm. Mặc dù trước đây có chút tàn nhẫn với các nữ nhân trong hậu viện, nhưng đó là họ đáng bị trừng phạt. Hiện tại, nàng hoàn toàn bị oan uổng, dù tướng ra nói gì cũng khó có thể lập tức định tội nàng, nàng vẫn còn cơ hội để tự minh oan. Ý nghĩ này bị đập tan khi thầm tại giã trở về phủ. Tất cả mọi người bị gọi vào lâm vũ viện, thầm tại giã từ cung trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả những người đứng xa nhất cũng cảm nhận được sự tức giận của tướng gia, huống chi là Khương Đào Hoa đứng bên cạnh hắn. Thực ra Đào Hoa không hề sợ hãi, nàng rất gan dạ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cảm nhận được sự lạnh lùng của thầm tại giã, chân nàng không thể không run. Ra, sau khi trình bày tình huống, thấy hắn không lên tiếng, Đào Hoa kiên nhẫn hỏi, ngài nghĩ nên xử lý thế nào? Thẩm tại giã ngầm đầu, đôi mắt lạnh lẽo, u ám, thản nhiên nói, Nhà môn đã phái người đến nói với ta, gia nô bị bắt đã khai, nói là nghe lệnh chủ nhân, treo cổ Liễu thị, mưu toan tạo hiện trường giả tự sát, giá họa cho Tần thị, để đuổi nàng ra khỏi phủ. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Đoàn Vân Tâm, hắn khẽ cười, thật đúng là Vân Tâm có thể làm được chuyện này. Đuổi Tần thị đi, chặt đứt mối liên hệ giữa hắn và Tần Đình Úy, chẳng phải chính là điều Du Vương Điện hạ rất muốn làm sao? Đoàn Vân Tâm nhíu mày, dù quý nhưng thân thể vẫn thẳng tắp không phải thiếp làm thiếp không có ý định giết người nếu ta nhớ không lầm liễu thị trong viện này là thân thiết nhất với ngươi thẩm tại giã nói trước đây nàng còn gần gũi với hoài nhu nhưng sau đó lại không hiểu sao bỏ quên hoài nhu mà theo ngươi việc này trong sân không có nhiều người biết ngay cả đào hoa cũng không nhận ra nghe thẩm tại giã nói vậy nàng vô thức nhìn cố hoài nhu cố hoài nhu sững lại một lúc rồi lập tức hiểu ra, ta biết là nàng bám vào cành cao, nhưng không rõ là ai. Trong phủ này liễu thị nịnh bợ không ít người, nhưng không tiếp xúc nhiều với đoàn phu nhân, ta còn tưởng đoàn phu nhân quá an phận nên nàng không thể nịnh bợ, hóa ra là. Đoàn vân tâm nhíu mày, nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới nói, trong lòng nàng có nhiều chuyện không nói được với ai, nên tìm đến tiếp cũng không gọi là thân thiết gì. Ngày trước khi nàng gặp chuyện không may, nàng có tìm ngươi nói chuyện phải không? thầm tại giả vuốt mi tâm, có lẽ nàng thật lòng muốn kết bạn với ngươi, nhưng ngươi lại nhẫn tâm, vì diệt trừ đối thủ mà chọn giết nàng. Thiếp không có, đoàn vân tâm cắn răng, thiếp liên tục ăn chay niệm Phật, làm sao có thể có ý định giết người. Đao phủ trong nhà môn đều có cung Bồ Tát ở nhà. Tần Hoài Ngọc bĩu môi, cũng vì giết người quá nhiều, cần Bồ Tát phù hộ để tránh oan hồn quấn thân. Ngươi, há miệng, đoàn vân tâm cảm thấy hết đường chối cãi, nàng vô tội, các chứng cứ khác đều không đủ thuyết phục, không hiểu sao tướng ra cũng không tin nàng. Chẳng lẽ việc trước đây bị phát hiện, không thể nào, nàng chắc chắn không ai biết, cũng không ai điều tra ra, dù tướng ra nghi ngờ cũng không có chứng cứ, sao lại trách lên đầu nàng. Trừ phi, Khương Đào Hoa đã nói gì đó với ra. Nghĩ đến đây, đoàn vân tâm ngẩng đầu nhìn Đào Hoa, mắt đầy oán hận, ta với Khương phu nhân không tù không oán, dù phu nhân không nhớ ân tương trợ lúc trước tại trà hội, cũng phải giảng đạo lý. Ta không làm việc này, sao có thể gán cho ta? Đào hoa vẻ mặt không hiểu, chuyện này liên quan gì tới ta? Đứng bên cạnh không nói lời nào cũng bị kéo vào sao? Từ đầu đến cuối, ngoại trừ dùng vị đạo sĩ lừa gạt nàng một lần, ta không làm gì khác. Thẩm tại giã muốn kết tội nàng, liên quan gì đến ta? Nếu không phải ngươi, ra làm sao nghĩ rằng ta giết người? Đoàn vân tâm nhíu mày, ra không oan uổng người đúng là không oan uổng người chỉ oan uổng xúc sinh thôi đào hoa bĩu môi nhìn thẩm tại giã một cái ý rằng ngươi tự xử lý ta nghỉ thẩm tại giã mặt đen lại không nhịn được nói kết quả thẩm vấn của nha môn liên quan gì đến người khác nếu ngươi không phục hãy đi nha môn mà nói chuyện bên ngoài bộ khoái đang chờ liễu gia cũng muốn một công lý ngươi hãy để đoàn đại nhân và liễu đại nhân đi kinh đô nha môn tranh luận chuyện này tướng phủ không quản đoàn vân tâm hít một hơi lạnh, hoàn toàn không hiểu được ra, sao ngài có thể như vậy. Thiếp rõ ràng bị oan uổng. Người có chứng cứ chứng minh mình trong sạch không? Thẩm tại giã mím môi, hiện tại hai nhân chứng đều nói ngươi là hung thủ. Ta, nghĩ đến điều gì, mắt đoàn vân tâm sáng lên, đêm liễu thị gặp chuyện, thiếp liên tục ở trong sân mình, ngoại trừ cho người đưa hương đến lăng hàn viện, những người khác cũng không ra ngoài. Điều này có thể xem như chứng cứ không? Ngươi và người trong viện của ngươi có ra ngoài hay không? Chỉ có các ngươi biết." Thẩm Tại Dã nói, không tính. Phu nhân kia cũng có thể làm chứng cho thiếp, Đoàn Vân Tâm mím môi, thiếp không nói dối, đêm đó thật sự chỉ đi đưa hương, sau đó cấm đi lại ban đêm, hộ viện trong phủ cũng không bắt gặp người trong viện của thiếp nữa. Chương 110. Mặc dù đang dưỡng bệnh, Mai Chiếu Tuyết vẫn được Thẩm Tại Dã coi là chính thất phu nhân và ra mặt nói chuyện. Ra không đợi đoàn vân tâm nghĩ hết, cửa đã vang lên tiếng của Mai Chiếu Tuyết. Mọi người đều giật mình, đồng loạt ngước mắt nhìn lên và thấy Mai Chiếu Tuyết, sắc mặt tái nhợt, đang được nha hoàn đỡ tay bước vào, thiệp thật đáng trách, đầy tớ cứ lừa dối mà không báo, thiếp còn không biết trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy. Sắc mặt thầm tại giã dịu đi chút ít, đứng dậy cầm lấy tay nàng, thản nhiên nói, nếu nàng đã khó chịu, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện trong phủ giao cho Khương Thị cũng được. Mai chiếu tuyết ho khan hai tiếng, lắc đầu, khương nương tử dù có thể làm, nhưng cuối cùng chỉ là nương tử, đoàn tị ngang hàng với nàng, xử trí chưa chắc tốt. Thiếp đã khỏe hơn chút, nếu đã biết tin tức, thiếp sẽ ra mặt làm chủ. Không đến sớm không đến muộn, chờ mọi việc gần xong mới ra mặt, còn tiện thể dẫm nàng một cú. Đào hoa nghe thấy nhẹ nhàng lắc đầu, quả thật là gừng càng già càng cay. Mai chiếu tuyết lúc này chen vào đúng lúc, thật sự khéo quá, như đã tính toán từ đầu. Đoàn vân tâm vốn rất mong Mai Chiếu Tuyết có thể giúp mình một phen, nhưng khi Mai Chiếu Tuyết xuất hiện, ánh mắt nàng lại dần phai nhạt, nhìn Mai Phu Nhân với sắc mặt tái nhợt, giống như có sự cảm xấu. Nàng tới đúng lúc lắm, thẩm tại giã nói, đoàn thị nói vài ngày trước có đưa hương vào viện của nàng vào buổi tối, nàng có nhớ không? Hương, Mai Chiếu Tuyết mờ mịt hỏi, hương gì? Hít sâu một hơi, đoàn vân tâm cắn răng nói, đó là hương thơm đặc chế thiếp mang từ nhà mẹ đẻ đến, do theo bình ở lăng hàn viện nhận theo bình mai chiếu tuyết quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh người có nhận được không theo bình vẻ mặt vô tội lắc đầu nô tỳ mấy ngày nay liên tục ở nhà chính chăm sóc cố phu nhân chưa từng rời đi cũng chưa từng nhận được hương gì vậy sao mai chiếu tuyết nghiêm trang nhìn đoàn vân tâm nói vậy đó là thứ quý trọng gì sao có lẽ người của ngươi đã làm rơi trên đường không quan trọng lắm đâu Trước đôi mắt ôn hòa vô hại của nàng ta, đoàn vân tâm không thể ngăn được toàn thân run rẩy. Khá lắm mai phu nhân, thật không hổ là chính thất vững vàng. Nàng ta thật sự muốn tránh né một thời gian, ai ngờ lại sớm đối phó mình. Ban đầu còn tưởng liên thủ với Khương Đào Hoa, ai ngờ nàng ta lại quay đầu chọc mình một đao. Tốt lắm, rất tốt, không ngờ mai chiếu tiết hành động tốt vậy, ván này thua không oan. Người khôn ngoan luôn biết thời cơ. Người còn gì để nói không? thẩm tại giã nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng, vân tâm, làm sai không sao, nhưng cố chấp không nhận lỗi thì khó tránh khỏi bị ghét. Trong lòng run rẩy đoàn vân tâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình liên tục hầu hạ, đột nhiên hiểu được tâm trạng của tần thị, cố thị và cả mạnh thị. Trước đây khi thấy các nàng bị xử trí, nàng còn cười nhạo những nữ nhân ngu ngốc này, không hiểu rằng khi đàn ông không còn hứng thú, làm gì còn lòng tin. Đã thua, tâm thần suy sụp, khóc lóc chỉ làm cho mọi thứ thêm tệ hơn thôi sao. Giờ đến lượt mình, nàng mới hiểu, trong lòng thật không cam tâm, hận không thể nắm lấy áo của người đàn ông này mà lớn tiếng hỏi, vì sao không tin mình. Vì sao ngần ấy thời gian và tình cảm cũng không thể khiến hắn tin tưởng mình hơn chút nào. Ra, cuối cùng không thể nhịn được, đoàn vân tâm siết chặt nắm tay, mặt đầy nước mắt nhìn hắn, thiếp chưa từng tranh đoạt gì, ngài nghĩ thiếp sẽ vì tranh thủ tình cảm mà giết người. Thẩm Tại Dã nhìn nàng với ánh mắt thương cảm, không nói gì. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Mai Chiếu Tuyết ho nhẹ hai tiếng nói, "Đoàn Nương Tử có vẻ còn nhiều điều muốn nói với gia, chúng ta tạm thời lui ra. Đợi sự việc có kết quả sẽ thông báo đến từng viện." "Vâng," mọi người đồng thanh đáp, rồi lần lượt hành lễ với Thẩm Tại Dã và lui ra ngoài. Đào Hoa đi sau cùng, khi bước ra cửa, nàng không thể không quay đầu lại nhìn Đoàn Vân Tâm một cái người phụ nữ này từng khiến nàng cảm thấy là người thông minh nhất trong hậu viện nhưng khi ngã ngựa cũng không khác gì những người khác nói cho cùng cũng chỉ là những nữ nhân đáng thương bị đàn ông xoay vần vinh quang gia tộc ân sủng bề ngoài trong đời cuối cùng có bao nhiêu thời gian sống vì chính mình khương nương tử mai chiếu tuyết chờ ở ngoài cửa thấy nàng đi ra liền cười nói dạo này vất vả cho ngươi đúng là vất vả thật phải lo cả chuyện cơm nước cho toàn phủ Đào hoa cười một tiếng, đi theo nàng từ từ, phu nhân nếu đã khỏe hơn, thì sổ sách và chìa khóa. Không vội, mai chiếu tuyết khẽ cười nói, bệnh của ta còn chưa hết, chỉ là hôm nay cố gắng ra xem một chút, không ngờ mấy ngày không thấy, đoàn thị đã gây ra chuyện lớn như vậy. Liếp nhìn nàng một cái, đào hoa cười khẽ, phu nhân thật không nghĩ tới sao. Bưng miệng cười, mai chiếu tuyết ngước mắt nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói, có rất nhiều chuyện chúng ta không ngờ tới như tần thị không hiểu sao bị nhốt vào đại lao như liễu thị không biết vì sao đột nhiên chết còn đoàn thị thông minh suốt đời có thể đấu qua được hết các nữ nhân trong hậu viện nhưng vẫn không thể vượt qua được chúng ta đào hoa ngẩn ra nhìn nàng một cái thật sâu nếu nhớ không lầm mai chiếu tuyết và đoàn vân tâm ban đầu là liên minh nhưng giờ lại quay lưng cũng là mai chiếu tuyết vị phu nhân ôn hòa rộng lượng này đang nghĩ gì đây trong đầu bừng sáng nàng đột nhiên nhớ tới tần thị tần giải ngữ có thể xem như bị đoàn vân tâm lừa chỉ là chi tiết không rõ ràng lắm chẳng lẽ mai chiêu tuyết đã biết thủ đoạn của đoàn vân tâm và giờ đang báo thù thay tần thị khẽ nhíu mày đào hoa vô thức lùi xa nàng một chút âm thầm như vậy mà thậm chí cùng kẻ thù làm bản tính toán tường tận rồi cuối cùng báo thù thật là thông minh hơn cả tưởng tượng của nàng nhưng cũng nguy hiểm hơn nếu không còn việc gì thiếp xin phép về trước dừng bước đào hoa cười và hành lễ với mai chiếu tuyết phu nhân bảo trọng liếc nhìn nàng một cái mai chiếu tuyết không nói thêm gì gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước trong viện tử này không có bạn vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn nhưng có một điều bất biến đó là một núi không thể chứa hai hồ đặc biệt khi tất cả đều là cái mai chiếu tuyết hiện đang ở trong bóng tối còn nàng thì đảm nhận việc phu nhân đứng ở chỗ sáng tình thế này thế nào cũng không có lợi cho nàng. Lâm Vũ Viện, đoàn vân tâm vẫn quỳ, thầm tại giã lại nâng chung trà lên nhấm nháp. Ra thật sự muốn bỏ thiếp sao, mím môi, đoàn vân tâm nói cần gì phải tuyệt tình như vậy. Dù có cách chức, cũng nên giữ lại tình cảm giữa đoàn gia và phủ thừa tướng. Tình cảm giữa đoàn gia và phủ thừa tướng, ta sẽ tìm người khác để giữ. Thẩm tại giã thản nhiên nói, nhưng ngươi, không thể tiếp tục ở lại đây vì chấn động đoàn vân tâm ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt phức tạp ra là vì chuyện của liễu thị hay là chuyện khác người nghĩ sao ánh mắt tĩnh mịch thầm tải giã lặng lẽ nhìn nàng như muốn xuyên thấu vân tâm người biết bổn phận có nghĩa là gì không tâm trạng nặng chiếu đoàn vân tâm mặt tái nhợt ngồi phịch xuống nếu là vì chuyện của liễu thị nàng còn có cơ hội vãn hồi nhưng nghe hắn nói vậy nàng ngay lập tức hiểu rằng chuyện mưu sát chỉ là ngụy trang, thẩm tại giả đã biết hết những việc nàng làm trong bóng tối. Thiếp thẹn với gia nặng nề dập đầu, chán chạm đất. Đoàn Vân Tâm khàn giọng nói, nhưng gia xin tin, thiếp thật lòng ngưỡng mộ ngài. Ngưỡng mộ, thẩm tại giả cười khẽ từ này từ miệng ngươi nói ra thật không đáng giá, ngưỡng mộ ai mà lại làm những chuyện sau lưng kia? Thiếp cũng là bị bất đắc dĩ, nhắm mắt lại đoàn vân tâm cắn răng, thiếp hy vọng ngài có thể thiên vị du vương một chút, như vậy thiếp không phải làm nhiều chuyện trái lương tâm, nhưng... Ngài hết lần này tới lần khác lại chọn cảnh vương. Dám mở miệng nói sao, thẩm tại giã nhún mày, không biến sắc, cầm chén trà che mặt, ta chọn ai là quyết định của ta, vì ta là thừa tướng, cần phải phụ tá thái tử tương lai. Nhưng người khác, ngươi chỉ là tiểu thiếp trong hậu viện, không nên quản chuyện này, lại càng không nên bán đứng ta. Đoàn vân tâm thở dài, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, ra nghĩ thiếp có lựa chọn sao. Gia phủ chuyên quyền độc đoán, mẹ đẻ không có địa vị, thiếp nếu không tranh thủ thêm vài thứ, sao có thể sống tiếp. Những thứ này không liên quan đến ta, thẩm tại giã nói, người ra khỏi tướng phủ, sẽ vào nhà lao của nha môn. Chuyện sau này là ân oán giữa đoàn gia và liễu gia. Đoàn vân tâm bật cười, gật đầu nói, thiếp biết rõ, thiếp biết ngài sẽ không động lòng chắc ẩn. Lần này là ta, lần sau thì ai, có thể có ngày nào đó đến lượt Khương nương tử. Trong lòng trầm xuống, thầm tại giã nhíu mày, Khương thị chỉ cần không phạm sai, sẽ không gặp kết cục như ngươi. Gia nghĩ đơn giản quá, đoàn vân tâm cười khẽ, gia ân sùng nàng, đó là lỗi lớn nhất của nàng. Từ khi nàng đến, các nương tử trong viện liên tục gặp chuyện, ngài nghĩ người ngoài không nhìn thấy sao. Khi ngài muốn thành đại sự, Khương nương tử sẽ trở thành vật hiến tế. Nghĩ vậy, thiếp thấy nàng thật đáng thương. Hiến tế sao, thẩm tại giã diễu cợt, lười nghe nàng nói nhiều, vất tay cho chạm lô kéo nàng ra ngoài. Thiếp còn một câu hỏi cuối, trước khi ra cửa, đoàn vân tâm dẫy rùa quay đầu lại, nhìn hắn hỏi, rốt cuộc cần loại nữ nhân nào mới được ra toàn tâm toàn ý bảo vệ. nhếch môi cười, thẩm tại giã nói, nữ nhân như vậy không tồn tại trên đời, người yên tâm đi. Đôi mặt u tối tiếp tục, đoàn vân tâm cười đến rơi lệ, Vừa lắc đầu vừa bị dẫn ra ngoài. Không ai sẽ được thầm tải giả thương xót thật lòng, như vậy cũng tốt. Đầy sân nữ nhân này sớm muộn gì cũng sẽ cùng nàng chung một kết cục, không ai cười đến cuối cùng. Nghĩ vậy, nàng cũng không hoàn toàn thua. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.